chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel hỏi dân it mình là eric trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta gọi là lưu dữ liệu của cái đặt lịch khám bệnh của bác sĩ các bạn có thể thấy rằng là ở đây chúng ta đã có thể gọi là các bạn có thể chọn lịch hẹn của bác sĩ như thế này và các bạn sẽ gọi là khi bạn nhấn lưu info ấy, thì chúng ta sẽ lưu vào database cụ thể ở đây thì mình đã giúp các bạn gọi là chúng ta đã lưu thông tin vào cái thằng schedule này rồi thì các bạn hình dung rằng là đối với một bác sĩ thì chúng ta sẽ cần phải tạo thời gian cũng như là số lượng khám bệnh tối đa cho bác sĩ thì mọi thông tin chúng ta đã lưu vào đây rồi thì hôm nay trong video này chúng ta sẽ bắt đầu làm bên phía client nha các bạn tức là các bạn hình dung rằng là ở đây ví dụ mình vào trang home nha thì chúng ta sẽ gọi là khi các bạn click vào một bác sĩ này thì chúng ta sẽ làm một cái khung cho nó chọn thời gian khám bệnh nha thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi channel của mình Thì các bạn có thể biết rằng channel của mình là Hỏi Dân IT Thì trên channel của mình, mình có tạo một cái playlist Đấy chính là khóa học Full Stack Web Developer Một cái miễn phí với Hỏi Dân IT Thì trong khóa học này, mỗi video mình đều đánh số từ thăng 0 cho đến thăng N Thì đây chính là trình tự để các bạn theo dõi khóa học này Thì các bạn để ý thấy rằng là tại mỗi video ấy Mình có ghi ví dụ như là các bạn để ý này Càng về sau ấy, mỗi một video thì khi các bạn xem ấy thì mình có để ý các bạn mình có ghi thêm một phần là ngay phần đầu tiên các bạn có thể click nhanh vào cái text này để các bạn có thể xem được là trong một cái video mình làm những gì cũng như là link đến khóa học thì các bạn có thể thấy rằng là mình có ghi rõ ở trong video là các bạn có thể tìm thấy khoa học ở đâu cũng như là tại cái comment đầu tiên tại mỗi video thì trước khi bắt đầu video này, mình sẽ để demo qua thành quả các bạn sẽ đạt được khi kết thúc video này nhé. Trước tiên rằng là các bạn sẽ để thấy rằng là đối với một bác sĩ ấy, thì chúng ta sẽ cần phải lốt động một cái một cái drop down hay nói cái khác là một cái select như thế này. Nó sẽ gồm ngày tháng để chúng ta cho chọn nhé. Thì các bạn lưu ý rằng là ở đây thì mình đang làm tiếng Việt. Ví dụ như mình chuyển qua tiếng Anh chẳng hạn thì nó sẽ cần phải chuyển qua format của tiếng Anh nhé. Thì làm sao để làm được cái này? Chúng ta sẽ giải quyết trong video này nhé. Ngoài ra là ví dụ đối với bác sĩ này này, thì trong video này thì chúng ta sẽ viết một cái API mỗi một lần mà các bạn on trên cái gọi là on trên cái drop down này thì chúng ta sẽ cần phải lấy data cho nó nhá ví dụ ở đây thì mình chọn ngày 22 chẳng hạn các bạn thấy rằng là mình đã lấy ra được hai cái lịch hẹn của ngày 22 này đây các bạn thấy là T1 và T2 đúng không ví dụ là mình chọn ngày 23 chẳng hạn thì nó sẽ trả ra một cái response có 3 ngày cho mình thì ở đây thì mình đã tạo trước trong DB rồi T1, T2, T3 Ví dụ mình chọn ngày T4 chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có 4 data. Đấy, mình cố tình mình tạo như vậy ngoài ra ví dụ mình chọn một cái ngày mình chưa có cái gì chẳng hạn các bạn thấy rằng nó không có data đâu thì như vậy là trong cái video này mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải học thằng moment để chúng ta có thể format ra được cái drop down như thế này cũng như là chúng ta sẽ viết api để trong video tiếp theo nữa chúng ta mới có thể là từ những dữ liệu của api chúng ta mới hiển thị lên phía client nha các bạn thì để bắt đầu video này Trước tiên là các bạn sẽ cần phải chạy con React của chúng ta lên Cũng như là con Node.js lên nha các bạn Các bạn cũng đừng quên là chúng ta sẽ cần phải chạy cái sàn PP để kết nối đến database nha Thì trước tiên thì mình sẽ vào trong Booking Care nha các bạn Thì các bạn hình dung này Thì khi các bạn nhấn vào một bác sĩ chẳng hạn đúng không Thì các bạn thấy rằng là Khi chúng ta làm với React thì chúng ta sẽ cần phải gọi là Thinking React Tức là chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ theo chiều hướng là chúng ta sẽ phải cấu hình một cái website theo các component nha các bạn thì các bạn hình dung rằng là đối với một bác sĩ ấy, thì uh, bác sĩ nào cũng có cái là cho các bạn gọi là cầm một cái combo box như thế này để chọn lịch khám đúng không thì chúng ta sẽ nghĩ ngay liền là cái việc cái combo box này chính là một component thì đối với component này chúng ta chỉ cần chuyển động vào là cái id của thằng bác sĩ thôi và cái ngày ngày mà các bạn muốn lấy thì khám bệnh thì nó sẽ tự động gen cho các bạn ờ uh, thì như vậy thì trong video này mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ làm cái component đấy nha các bạn thì sau này thì uh, cái bác sĩ này nó xuất hiện ở đâu ấy thì các bạn chỉ cần gọi đúng component này ra các bạn truyền đúng prop cho nó chính là cái id và cái ngày các bạn muốn lấy lịch khám bệnh thì nó sẽ tự động gen ra nha các bạn thì uh, ngày xưa ấy đối với cái project cũ của mình ấy thì mình dùng cái này là mình dùng gọi là mình dùng jquery để gọi là mình không phải lốt lại trang mà mình lốt lại mà mình vẫn lốt được dữ liệu thì ở đây thì chúng ta sẽ dùng react nha các bạn thì để làm được điều đấy thì trước tiên là các bạn sẽ cần phải mở con con react của chúng ta lên này thì đây cũng là lần đầu tiên mình làm thôi các bạn ngày xưa thì mình cốt thuần node.js còn ngày nay là mình cốt bằng react thì thực chất là mình cũng gọi là vừa hướng dẫn các bạn vừa làm thôi chứ mình chưa cốt bay gì đâu thì ở đây thì các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái là system à ở đây các bạn thấy rằng là mình sẽ cốt ở cái trong cái thư mục patient nha các bạn Lý do tại sao mình lại chọn một cái là cái thư mục system mẹ các bạn hình dung rằng là chúng ta làm khi người dùng đăng nhập rồi. Còn cái thư mục patient ấy nó gọi là chúng ta làm khi người dùng chưa đăng nhập nhá, hay nói khác là phía khách hàng nhìn thấy ấy. Thì ở đây thì mình sẽ đặt một cái đây chính là cái um, schedule nha các bạn. Một okay, cái kế hoạch ấy. Đó, doctor schedule nha. Như thế này. Thì à, nó khác gì doctor schedule.js nha. Đấy. Thì mình sẽ cần tạo một cái file có tên là doctor schedule.js nha. Đồng thời thì mình sẽ để luôn một cái file cho nó là Doctor Schedule Doctor Schedule uh, Schedule chấm scss nha Chúng ta sẽ css luôn cho cái file này Thì mình sẽ tắt những cái không cần thiết đi nha các bạn Mình chỉ giữ lại hai cái file chúng ta vừa tạo thôi Thì các bạn mở luôn cái file Doctor Detail cho mình nhá Các bạn Ctrl A Ctrl C Và các bạn sẽ paste luôn vào Doctor Schedule cho mình nhá Bởi vì là mình hơi lười sau đấy là các bạn sẽ Ctrl C cái trừ cái từ detail uh, theo doctor và các bạn Ctrl F nha chúng ta sẽ rename thôi các bạn nhé, mình sẽ rename cái thằng cái này sẽ là mình sẽ nhấn phải chuột vào đây, mình sẽ chọn là rename, cả cho c này và các bạn sẽ rename cho mình như thế này, Paste vào và các bạn nhấn rename thôi. như vậy là chúng ta đã rename từng cả lá này, các bạn kéo lên và bên trong cái hàm render ấy, chúng ta sẽ xóa cái hàm render này nha các bạn, các bạn sẽ xóa cái đóng sheet này đi cho mình. đây chúng ta sẽ bắt đầu xóa này, thì cái con idea của mình nó hơi khó nhìn một chút bởi vì là mình để font chữ nó to, còn các bạn để font chữ nó nhỏ thì nhìn nó rất là dễ thôi ở đây thì mình làm cho các bạn thì ở đây ví dụ mình sẽ ghi là doctor doctor schedule nha schedule như thế này rồi và mình sẽ xóa tiếp cái hàm mà nha nhé thì chúng ta chưa làm gì cả cũng như state thì mình sẽ clear đi thì các bạn để ý thấy rằng là bản chất đấy các bạn thấy rằng là chúng ta vừa tạo một cái file như thế này thôi đấy mình lười mình mình hơi lười gõ như thế này thì các bạn thấy rằng là mình vừa tạo một file như thế này nhá bạn nào mà chưa kịp xóa thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là mình chỉ tạo một cái class component như thế này. Các bạn thấy rằng là mình có những cái tham số như thế này nha. Tên của chúng ta là Doctor Schedule. Mình đã import cái thằng SCDF vào rồi. Cũng như là bên trong thì mình tạo sẵn Contractor, Component Did .com, Mount, Component Did Update nha. Thì như vậy là mình đã xong cái file đầu tiên. Um, công việc tiếp theo của chúng ta là bên trong cái thằng Detail Doctor các bạn. Đối với một bác sĩ này, các bạn hình dung là của chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn như thế này các bạn thấy rằng là sau khi có thông tin bác sĩ đúng không thì chúng ta sẽ cần phải có cái lịch hẹn khám bệnh của bác sĩ này thì mình sẽ gọi là import component này vào nha thì để làm được điều đấy thì mình sẽ mở tiếp cái file của chúng ta đấy chính là detail doctor nha các bạn các bạn thấy rằng là ngày trước mình đã chia cái session của nó ra rồi các bạn thấy rằng là mình đã có một cái session để đầu chờ chính là schedule doctor nha thì mình sẽ tạo hai cái deep nha các bạn mình sẽ tạo hai cái deep này Đầu tiên thì mình sẽ là content left nha Content left uh, uh, Ở đây thì mình sẽ cần phải đặt cho nó một cái class name nha các bạn Như thế này Class name chính bằng uh, content left nha uh, Content left này Và thứ hai mình sẽ tạo một cái div nữa là content right nha các bạn Thì uh, bản chất thì uh, đúng ra thì chúng ta cũng không cần phải tạo hai cái content left và content right đâu các bạn Tuy nhiên rằng là như thế này các bạn này mình vừa gọi xong hai cái deep này nhá, các bạn nhìn cái từ keyword của mình là doctor schedule tức là cái khối đầu tiên này các bạn này tức là cái khối ngay cái khối này này thì các bạn hình dung ấy các bạn biết tại sao mà mình lại chia thành hai khối không cái khối đầu tiên của chúng ta chính là chỉ có chứa lịch hẹn khám bệnh thôi cái cái khối thứ hai ấy, chứa thông tin của thằng bác sĩ này thì đối với một bác sĩ ấy, các bạn hình dung là mình cũng muốn chia cái cái phần mình đang in đậm ấy là một component Thành ra là cái phần bên phải chính là nó chúng ta sẽ nhét cái component này vào cái Deep là content right. Phần bên tay trái này chúng ta sẽ nhét nó vào content left nha. Thì đối với cái component này này thì chúng ta cũng truyền động vào cái ID của thằng bác sĩ để chúng ta lấy được cái địa chỉ phòng khám cũng như là chuyên khoa của nó. Ngoài ra còn có cả giá khám bệnh nữa các bạn. Cũng như là các bạn thấy rằng khi chúng ta nhấn vào xem chi tiết đấy các bạn thấy đấy nó sẽ đẻ ra những cái này Thì nếu mà các bạn muốn làm cái này thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải gọi là Chúng ta sẽ cần phải chia component ngay từ đầu nha các bạn Tức là chúng ta cần phải cấu trúc được nó cái đã Tức là mình đang nói đến là cái mục uh, gọi là Cái chúng ta đang phải hình dung rằng là các bạn sẽ cần phải uh, thiết kế nó trước trước khi các bạn bắt tay vào làm nha Thì ở đây thì mình sẽ quay lại thì ở đây thì trong thằng đó doctor detail mình sẽ import nha các bạn Mình sẽ import cái thằng doctor schedule nha doctor chúng ta sẽ doctor schedule đấy, mình đã import thành công rồi nha à, mình nhấn ctrl Z này. Sau đấy là mình sẽ cần phải mở cái thằng uh, detail doctor scns nha các bạn. Thì uh, mình sẽ cần phải uh, CSS cho nó một chút các bạn này. Thì uh, các bạn sẽ kéo xuống cuối cùng cho mình. Ở đây thì uh, control left thì mình sẽ gọi cái thằng uh, detail doctor nha. Rồi. Mình mới gọi cái component của chúng ta à, chúng ta là detail doctor. Rồi. À không, cái component của chúng ta sẽ là doctor schedule cho mình uh, gõ sai nha các bạn. Đấy như vậy là mình đã gọi cái common của chúng ta rồi nha Các bạn nhấn Ctrl S lại thì khi các bạn quay lại màn hình ấy, các bạn sẽ thấy được cái dòng chữ là Doctor Schedule thôi, mình quay lại nha Bên cái của chúng ta, đây, cái mình nói là đây các bạn này Các bạn thấy một điều rằng là khi các bạn quay lại thì nó bị toang giao diện đúng không, nó chẳng ra cái gì cả Thì bây giờ mình sẽ chạy, mình sẽ tạo cái layout cho nó nha Chúng ta sẽ select một chút để cho nó lên cái layout này Thì quay bên này các bạn thấy rằng là chúng ta bên cái thằng Doctor Detail ấy, chúng ta có một cái class là Schedule Doctor chúng ta chưa dùng đúng không? thì mình sẽ sang bên này nhá các bạn thấy rằng là dot detail intro dot này À, uh, uh, margin không một trăm rồi thì uh, mình sẽ uh, detail detail cái uh, detail chúng ta là chiết right. rồi chúng ta sẽ cốt ngay dưới này nha các bạn như thế này các bạn sẽ cho mình một cái là margin không margin này không một trăm pixel nhá để cho nó là margin top và bottom không margin uh, left and right một trăm pixel ở đây thì mình sẽ là display, các bạn cho mình một cái là flex nha. Rồi, sau nữa là các bạn sẽ cho mình một cái là content left này, lá đấy. Content left, chúng ta sẽ là content left. Uh, content left, mình thiếu một cái là content left này. của chúng ta sẽ là mình sẽ là width 50% nha các bạn, mình sẽ cho nó width 50% này. Tương tự là mình sẽ copy cái này để mình cho thằng content right. Chúng ta sẽ chia hai cái div, một cái hai cái div có chiều rộng bằng nhau nha. Như vậy thì nó sẽ ngang hàng này. Ctrl Right Đồng thời là mình sẽ cho thằng cha nó hai khoảng là EIGHT nha GHT mình sẽ cho khoảng 200 pixel đi Và mình sẽ thêm một cái border một pixel Solid này Solid và Red nha Như vậy thì các bạn sẽ hình dung cái bố cục của nó hơn Rồi Như vậy là mình đã xong cái CSS cho nó này Các bạn quay lại nha Các bạn quay lại màn hình này Đây các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải có một cái khung như thế này nha thì ở đây thì các bạn hình dung là chúng ta đã chia hai bố cục rồi đấy các bạn bên trái và bên phải ấy, thì các bạn nếu mà các bạn inspect lên ấy, các bạn sẽ thấy này cái cục của chúng ta nếu mà cần lép đây cái cục cần lép nó chỉ vậy thôi cần right đấy các bạn thấy rằng là chúng ta đã chia hai deep rồi đúng không thì bây giờ là mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ làm với cục bên trái nha các bạn tức là cục bên trái của chúng ta chính là cái cục này các bạn này lịch hẹn khám và chúng ta sẽ cần phải làm một cái combo box như thế này thì ở đây thì làm sao để làm được điều đấy trước tiên rằng là đối với combo box này thì à, mặc định chúng ta sẽ cần phải là um, Như thế này à. Chúng ta sẽ cần phải viết một cái API, API của chúng ta thứ nhất là các bạn sẽ cần chuyển vào thằng Doctor ID Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải chuyển vào ngày nha các bạn nếu mà ngày của nó Ngày của nó gọi là chúng ta component này thì chúng ta sẽ cần phải chuyển vào ngày Thì à, mặc định là chúng ta sẽ format ngày nha các bạn tức là Các bạn hình dung rằng đối với lịch hẹn khám bệnh đây đúng không? Hôm nay là ngày thứ Hôm nay là ngày thứ tư đúng không? Thì khi mà ngày thứ tư đã hết lịch hạn khám bệnh rồi thì chúng ta sẽ cần phải lốt cái combo box này. Thì đối với combo box này thì chúng ta sẽ gọi là mình mặc định là mình sẽ lấy 5 ngày nha các bạn, tức là tính từ ngày hôm nay. Bạn nào thích thì các bạn sẽ lấy 7 ngày chẳng hạn, tức là tuy nhiên là các bạn phải lưu ý một điều rằng là cái combo box này của chúng ta ấy thì chúng ta gọi là chỉ lấy gọi là chúng ta lấy 5 ngày trong tuần nha các bạn tức là hay là 7 ngày thôi tức là chúng ta chỉ lấy từ ngày hiện tại đến ngày tương lai nha các bạn không được phép lấy ngày quá khứ nha bởi vì là một lịch hẹn khám bệnh ấy, nó chỉ cho phép lấy hiện tại thôi nha nó không thể nào mà lấy cho gọi là thời gian tương lai được thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải làm một vài cái ừ, có một cái khó đây chính là chúng ta sẽ không biết được là cái chúng ta sẽ cần phải làm tuy nhiên có bất thì chúng ta tính sau nha mình biết là cái này sẽ khá nhiều bất đấy các bạn bởi vì là chúng ta liên quan đến việc chúng ta phải tính toán thời gian nữa các bạn, nó không đơn giản như vậy đâu. Thì ở đây thì mình sẽ quay sang cái chúng ta bị cái bắt gì nhỉ? À cái buffer này hôm sau thì mình fix cái này sau nha, mình tưởng là bắt gì cơ. Nó chỉ là warning thôi, warning những cái thư viện mà nó không dùng nữa thì nó bị warning như vậy. Thì ở đây thì chúng ta có một cái là doctor schedule đúng không các bạn? Thì để mình xem qua cái giao diện thằng booking care nha các bạn. Các bạn hình dung rằng là thằng bác sĩ này có lịch khám đúng không? nó tại sao mà mình lại nghĩ theo cái hướng mà chia component này. Các bạn hình dung này, không phải là ngẫu nhiên mình uh, nổi hứng là mình uh, nghĩ như vậy đâu. Sau này các bạn hình dung là chúng ta vào một chuyên khoa chẳng hạn này. Các bạn hình dung rằng là chúng ta vẫn có vẫn có cái thằng uh, vẫn có cái thằng uh, giáo sư bác sĩ này. Các bạn thấy rằng là đây, các bạn thấy rằng là chúng ta vẫn có thời gian đúng không? Chúng ta vẫn có cái cái chọn như thế này. Thì đây chính là component của chúng ta các bạn này. Thì lúc nào nó cũng đi kèm với nhau nha. Thì như vậy là chúng ta chỉ làm một lần thôi, sau này chúng ta tái sử dụng được các bạn ạ. Đấy là cái cái hay của thằng React. Ví dụ các bạn vào một cơ sở y tế cũng vậy này Thì trong này cũng có bác sĩ đúng không? Thì mục đích của nó đây, các bạn thấy rằng cái cục này chúng ta cũng tái sử dụng được Thì như vậy thì ở đây thì cái component của chúng ta sẽ gồm hai phần nha các bạn Cái component mà mình đang chuẩn bị thiết kế ấy. Phần thứ nhất chính là cái combo box, chọn thời gian Và phần thứ hai chính là cái này nhé Thì ở đây thì mình sẽ quay lại cái thằng bác sĩ nổi bật Thì chúng ta sẽ bắt đầu code nha Thì đầu tiên mình sẽ gọi là mình sẽ đi tạo cái combo box như thế này này Thì để làm xem nào, mình sẽ xem nào chúng ta doctor schedule. thì uh, đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái div nha các bạn. Mình sẽ tạo một cái div nha, mình sẽ đặt một cái class name. Class name chính bằng ờ uh, doctor doctor schedule này schedule. Mình sẽ đặt một cái là container nha. Mình luôn thích cái class có tên là container. Sau nữa là mình sẽ cần tạo một cái div. Mình sẽ tạo một cái div nha các bạn. Thì uh, cái div này mình sẽ đặt một cái class là ờ um, nha, tức là select time. Đi. Uh, all schedule Mình đặt như thế này không có, mình đặt với thằng select thì nó bị trùng. All schedule. All schedule. All schedule mình viết sai mất rồi. Tiếp theo nữa là mình sẽ có một cái div nữa là như thế này. Class name của mình mình đặt bừa đi nha các bạn nha. All time này. All available. Available. Như vậy như thế này nhá tức là những cái khoảng thời gian mà nó có sẵn. Thì cái đầu tiên của chúng ta chúng ta sẽ cần một cái select đúng không các bạn? thì để cho nó đẹp thì mình xem là chúng ta có một cái select cũng được chúng ta không có một cái select cũng được mình thấy cái này nó hơi xấu nha chúng ta sẽ cần phải CSS lại cái này chính là cái select của html Thì các bạn các bạn thích thì các bạn inspect lên thì các bạn sẽ biết liền đây các bạn thấy rằng nó là một cái select thôi chứ không có gì cả đâu thì mình đang mình đang muốn rằng là mình sẽ làm động hơn chứ mình không kiểu là mình không làm như thế này các bạn chờ mình xíu nhá mình sẽ google nhanh cái thằng ở à. À, react Select nha, hôm trước thì chúng ta đang dùng cái thằng React Select rồi, thì bản chất rằng là cái thằng React Select đây, cái thằng React Select này thì mình xem xem là nó có combo box nào, nhìn cho nó đẹp nào, chúng ta như thế này, thì cảm giác nó gọi là nó hơi to nhỉ, mình xem xem là nó có cái nó có cái width, chúng ta sẽ có một cái là fix option, à, custom, uh, custom style này, các bạn thấy rằng async create fix option Uh, chẳng lẽ cái này chúng ta sẽ cần phải là fix width cho nó mình không muốn kiểu là fix width cho nó thì uh, mình sẽ xem nào uh, chúng ta sẽ như thế này uh -huh. chúng ta sẽ có một cái uh, purple option uh, chúng ta sẽ là ở đây custom style cho tài liệu À đây mình có một cái page như thế này style object này các bạn này à uh, price Style, padding đây, đây đây. Đây này, thực chất là chúng ta sẽ có một cái một cái biến có tên là width như thế này. Rồi, thì mình sẽ cáo cái thằng uh, select vào nha các bạn. Thì uh, để làm được cái đấy thì đầu tiên là các bạn sẽ um, giống như cái file chúng ta sẽ import cái thằng select nha. Thì nhìn cho nó đẹp thôi, chúng ta đỡ mất công phải CSS. Thì uh, giống hệt trong cái là chúng ta Manage schedule. Ấy. Mình sẽ kéo lên trên cùng nha các bạn. Các bạn sẽ import thằng select từ uh, react select cho mình nha chúng ta sẽ dùng cả một cái thằng thư viện mà hỗ trợ chúng ta rất nhiều cái rồi thì ở đây thì mình sẽ kéo lên trên cùng này mình sẽ import cái thằng react select nha các bạn đấy sau đấy là ở dưới cái cái component của chúng ta ấy, thì mình sẽ copy như thế này nha các bạn chứ bình tĩnh làm theo mình thôi không có gì khó cái việc sử dụng cái thằng react select đâu rồi thì như thế này nhá mình sẽ nhấn Ctrl S lại cái này kiểu gì nó cũng báo lỗi thôi các bạn comment cái này dạy cho mình cái option này này các bạn sẽ tạo cho mình một cái biến trên này thôi Let, uh, let option này chúng ta sẽ bằng một cái array nha các bạn một cái array của chúng ta thì uh, các bạn sẽ copy tên biến này và các bạn sẽ uh, gán vào đây cho mình đấy như vậy nó không lỗi nhá thì đầu tiên là các bạn sẽ tạo cho mình một cái là label label của nó thứ nhất là các bạn ví dụ gõ cho mình là thứ hai nhá mình sẽ bật uh, đăng đi thứ hai rồi label của chúng ta tiếp theo là cái value của các bạn sẽ ví dụ các bạn đặt cho mình là hai đi tiếp theo nữa là các bạn sẽ copy cái này cho mình và các bạn sẽ paste thành uh, hai cái nhá của mình là thứ ba thứ tư nha tạm thời là mình muốn cho cái thằng select của chúng ta nó lên hình thù cái đã còn giá trị thì tí nữa chúng ta sẽ làm sao nha rồi mình đơn giản như thế này thôi các bạn nha rồi mình sẽ quay lại cái giao diện của chúng ta này các bạn sẽ quay lại các bạn nhìn nhá thì các bạn thấy rằng là chúng ta đã lên được cái thằng react select và nó có ba cái thứ thứ hai thứ ba của chúng ta rồi đúng không tuy nhiên rằng là nó có một cái vấn đề đấy chính là nó hơi to cũng như là nó bây giờ mình sẽ cần phải switch cho nó đúng không các bạn mình muốn là width của nó nhỏ nhỏ lại một chút thôi nha thì uh, như thế này thì uh, làm sao để làm được điều đấy thì uh, để làm được điều đấy thì các bạn sẽ cho tiếp cho mình một cái đấy chính là mình sẽ cần phải có một cái là custom style như thế này thì uh, các bạn sẽ quay lại cái document của nó nhá thì ở đây thì mình cũng hướng dẫn các bạn sau này là các bạn muốn gọi là các bạn muốn uh, customize một cái thư viện như thế nào thì các bạn sẽ dùng như thế này thôi thì uh, link đến cái này thì mình sẽ để tại phần miêu tả của video nha bạn nào thích thì uh, mình sẽ uh, mình sẽ gọi là mình sẽ để tại phần miêu tả của video các bạn có thể xem được luôn Thì ở đây ví dụ như mình sẽ tạo luôn một cái biến trên cùng đấy các bạn nhé. Thực chất là mình sẽ xóa như thế này này Đây mình sẽ xóa hết cái đống này thôi các bạn Ở đây các bạn chỉ cần là custom custom style như thế này Đấy các bạn tạo một cái biến custom style như thế này Thì các bạn sẽ cho mình một cái style như thế này thì các bạn mở ra thôi Đấy như vậy thì nó ăn rồi đấy Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ giảm width nó đi còn khoảng 100 thôi nha 100 ở đây chính là 100 pixel rồi các bạn để xem xem là nó có nhỏ hơn không nha thì mình sẽ quay lại này rồi các bạn thấy rằng là nó nhỏ đúng cái mạng như thế này rồi nhá Tuy nhiên rằng là cái ở dưới nó hơi to nha chúng ta giảm xuống 100 Tuy nhiên rằng là nó hơi hơi toang rồi thì ở đây ví dụ mình cho khoảng 200 nha mình 200 xem nào 200 xem mình refresh lại thì nó vẫn vậy à, à có vẻ chúng ta custom size rồi um, thì ở đây thôi nghỉ mỡ nó đi cái này custom tốn tham quá mình không có nhiều thời gian để mình uh, đi custom cái đống này bởi vì là uh, mình cũng phải đọc document của nó thì ở đây thì uh, các bạn sẽ xóa hết cái đống này nha chúng ta sẽ không dùng thằng này nữa các bạn sẽ dùng thằng uh, react uh, cái thằng select thuần như các bạn nhé có thằng html ấy. chúng ta sẽ dùng thằng select như thế này bên trong thì các bạn cho mình cái option ví dụ là các bạn sẽ gõ cho mình là option như thế này nha bên trong của nó ấy. các bạn sẽ ví dụ các bạn sẽ ctrl c cái này các bạn paste cho mình bốn cái nhé một hai ba bốn nhé các bạn sẽ gõ cho mình là thứ mình sẽ gõ chữ alt này mình sẽ như thế này đấy và mình sẽ là thứ nha đấy thứ hai rồi và ví dụ ở đây thì mình sẽ là thứ ba này thứ ba thứ tư thứ năm nha như thế này đấy tức là mình không muốn dùng thằng thư viện nữa bởi vì là dùng nó gọi là chúng ta gọi là tốn tham quá mình phải customize cái thư viện nữa thì bây giờ mình quay lại nha các bạn thấy chưa bây giờ chúng ta giống hệ thằng booking care rồi nha tuy nhiên rằng là nó xấu xấu bẩn bẩn đấy các bạn các bạn thấy rằng là nó có màu sắc thì cái màu sắc mình tính sau nha thì uh, bây giờ mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải uh, các bạn thấy rằng là ở đây nó format dòng moment các bạn thấy rằng là nó hiện là thứ hai cái format của nó là thứ này sau đấy là nó mới gọi là đến ngày đến tháng đúng không? thì uh, làm sao để làm được cái này? thì uh, trước tiên trước khi làm cái này thì chúng ta sẽ cần phải đặt một cái biến state cho nó nha các bạn tức là những cái thứ này thứ ngày này này thì chúng ta sẽ cần phải đặt một cái biến nhá thì uh, đầu tiên là mình sẽ là all day này. All day ví dụ uh, mình sẽ đặt một cái mã như thế này một cái mã để chúng ta lưu lại những cái, uh, những cái thời gian nha các bạn Thì uh, đầu tiên là các bạn sẽ xóa cái thằng này đi Bắt buộc chúng ta sẽ phải dùng thằng Moment rồi Import Moment nha Moment này From Moment nha Để mình check xem là chúng ta đã cài cái thư viện Moment chưa Thì uh, Ctrl P chúng ta sẽ uh, gõ từ Package.json Thì mình đã cài cái Moment cho chúng ta rồi nha Thì uh, ở đây thì uh, mình sẽ cần phải xem Chúng ta sẽ dùng cái mảng All Day này Để chúng ta gọi là gán các giá trị cho thằng Select nha các bạn ở đây thì uh, sau một hồi fix lỗi thì uh, mình cũng gọi là tìm ra được đối với cái giải pháp của chúng ta. Thì uh, các bạn hình dung rằng là bởi vì là cái dự án của chúng ta hỗ trợ hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt đấy. Thì uh, tuy nhiên rằng là khi chúng ta dùng cái thư viện Moment ấy thì uh, mặc định của nó là nó hỗ trợ tiếng Anh đúng không các bạn, tức là cái ngôn ngữ chủ yếu của nó ấy. Thì uh, các bạn có thể thấy rằng ví dụ ở đây thì làm sao để có thể lấy được cái thời gian như thế này, tức là các bạn sẽ cần phải format ví dụ là tiếng Việt thì chúng ta sẽ hiện là thứ tư còn nếu như là tiếng Anh chúng ta sẽ phải hiện với Wednesday như thế này. Đồng thời thì mình sẽ cần phải tạo ra một cái mảng luôn các bạn. Các bạn hình dung rằng là khi các bạn gọi là các bạn chọn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm như thế này này thì bắt buộc mình phải tạo ra một cái mã gồm các phần tử là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy như thế này. Đồng thời là mình sẽ cần truyền vào một cái giá trị nữa. Cái giá trị này thì giúp chúng ta query dưới cái giá trị này thì các bạn hình dung rằng là chúng ta không thể truyền một cái chuỗi string này xuống DB để chúng ta query được. Bắt buộc các bạn sẽ chuyển qua một cái dạng dạng chính thống của thời gian thì chúng ta sẽ để chúng ta sẽ để ở dạng Unix hay nói khác là timestamp nha các bạn, tức là nó sẽ tính theo đơn vị là milli uh, giây các bạn, thì nó sẽ là một chuỗi như thế này nha. thì làm sao để các bạn làm được thế này, cũng như là làm sao để cho nó hỗ trợ được ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ tiếng Việt cho thằng moment thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn nha. thì à, mình nãy giờ mình tốn thời gian là lý do để cho mình google thôi. thì à, trước tiên nha, các bạn để ý cho mình này, trước tiên rằng là đối với thằng moment ấy các bạn sẽ import thằng tiếng việt của chúng ta vào nha các bạn sẽ import chính xác như thế này cho mình import localization tức là các bạn sẽ cần phải phải dùng cái này nhá mặc dù chúng ta không sử dụng tuy nhiên các bạn sẽ import vào để cho thằng moment nó biết rằng là chúng ta sẽ sử dụng tiếng việt nha các bạn các bạn không import cái này là nó không chạy được đâu thì các bạn sẽ import cái dòng này vào cho mình nha các bạn sẽ gõ chính xác như thế này cho mình uh, localization và các bạn sẽ dùng tiếng việt nhá thì như vậy nó mới ra được tiếng việt Tuy nhiên rằng là đối với tiếng Việt ấy, nó có một cái bức mà chúng ta vẫn chưa biết fix đấy là ví dụ đối với thứ tư ấy thì chúng ta sẽ cần phải viết hoa chữ T lên thì cái đấy thì hôm sau chúng ta sẽ fix sau nha các bạn thì cái đấy là nhược điểm khi chúng ta dùng tiếng Việt thôi còn tiếng Anh thì mặc định nó viết hoa cho các bạn rồi thì các bạn kéo xuống cái hàm này các bạn thấy rằng là mình lốc như thế này này các bạn để ý cho mình nhá đầu tiên rằng là hôm nay là ngày thứ tư đúng không thành ra là mình truyền vào một cái new date thì ngay lập tức nó sẽ lấy là ngày thứ tư còn format của tiếng Việt của chúng ta các bạn để thấy rằng này mình có hai cái dòng lốc này này một cái là mình sẽ lốc lại nha mình sẽ là tiếng việt nha à, tiếng việt này moment này à, moment vi này đấy như thế này mình sẽ lốc ra nha các bạn nhìn cho rõ này thứ hai là mình sẽ là moment en nha tức là tiếng anh ấy các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà support nhiều ngôn ngữ ấy, đôi khi nó rách việc vậy đấy các bạn tức là thư viện nó phải support cơ các bạn để ý thấy rằng là khi mình dùng tiếng Anh ấy, mình phải dùng một cái biến có tên là Locale, tức là vị trí đấy các bạn. Thì nó sẽ hiểu đây là tiếng Anh. Còn mặc định khi mà chúng ta gọi là không import ấy, không import cái dòng này này, thì mặc định nó sẽ gọi là hiểu là tiếng Anh luôn rồi. Các bạn sẽ không cần phải dùng cái biến Locale như thế này nữa. Còn ở trên mình đã import tiếng Việt rồi. Thành ra là cái biến Moment của chúng ta ấy, các bạn hình dung là Moment này, nó sử dụng trong cái file này, thì nó sẽ sử dụng Global. Thành ra nó sẽ hiểu tiếng Việt đầu tiên nha các bạn, sau đấy là tiếng Anh thì sau này khi các bạn mà muốn dùng tiếng Anh ấy bắt buộc các bạn phải thêm một cái lâu cao ngay sau cái biến moment nha các bạn thì như vậy nó sẽ tự động con rất là tiếng Anh các bạn để thấy dạng format của mình này để hiện ra cái từ thứ ấy thì mình sẽ dùng 4 chữ D nha còn đối với tiếng Anh thì chúng ta chỉ cần dùng 3 chữ D thôi nha nó là khác biệt như vậy bây giờ thì mình sẽ quay lại mình sẽ clear đi và mình sẽ reload lại này thì các bạn có thể thấy rằng đây, các bạn thấy rằng moment tiếng Việt của chúng ta nó sẽ hiện như thế này nhá. Và tiếng Anh nó sẽ hiện như thế này. Các bạn thấy rằng là mình chẳng làm gì cả. Còn tuy nhiên đối với tiếng Anh ấy, các bạn thấy rằng cái này nó có chữ W nó tự động viết hoa luôn. Thì bên booking cái cái chữ chữ T nó tự động viết hoa thì chúng ta sẽ tìm cách cho nó sau nha các bạn. Chúng ta sẽ format cái này sau nha. Thì đôi khi giờ chúng ta chỉ dùng JavaScript chúng ta lấy cái chữ đầu tiên và chúng ta uppercase nó lên thôi. Còn hiện tại là mình chưa tìm ra cái giải pháp đối với thằng moment nhá. Cái thứ hai rằng là sau khi chúng ta đã lấy được gọi là chúng ta đã tìm được cái dạng format cho cái project của chúng ta rồi thì việc làm tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải lấy thời gian cho cái drop down này đúng không các bạn? Thì đây thì mình sẽ tạo ra một cái mã mà gồm 7 ngày nha các bạn. Tuy nhiên 7 ngày này nó phải xuất phát từ ngày hôm nay. Tức là các bạn hình dung là hôm nay là ngày thứ tư thì nó sẽ phải đếm là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Các bạn hình dung phải như vậy nha. Thì làm sao để làm được điều đấy? Thì để làm được điều đấy thì mình sẽ tạo một cái vòng for như thế này Các bạn hình dung này Đầu tiên là mình sẽ tạo một cái mảng rỗng là Một cái mảng rỗng để chứa nhá Sau đấy là mình sẽ vòng một cái vòng loop Mình sẽ bắt đầu bằng không và mình sẽ gọi là Ở đây thì mình sẽ gọi là cái ngày đầu tiên ấy Mình sẽ là bé hơn 7 nhá Tức là chúng ta sẽ bé hơn 7 ngày mà Thì ngày đầu tiên đúng không các bạn Thì thằng moment ấy nó ví dụ các bạn muốn lấy ngày mai đúng không Thì các bạn sẽ là dùng một cái hàm s nhá Và đơn vị của nó là ngày thôi thì cái cái đầu tiên là ngày thứ tư đúng không tức là ngày hôm nay này thì nó sẽ là S0 tức là nó không S gì cả thành ra là nó sẽ hiện thứ tư tương tự ngày mai là thứ năm thì nó sẽ là cộng một nha các bạn nó chứ cộng dần cộng dần theo đơn vị như vậy thì ở đây có hai cái điều lưu ý này cái dòng đầu tiên đấy các bạn thấy dòng đầu tiên của mình là nó giống hệt cái dòng trên này thôi chẳng qua là nó thêm một cái S đúng không đúng không nó chỉ khác cái label của mình này, này mình sẽ quay lại này các bạn nhìn thấy là cái label của mình đây giá trị của nó giống hệt như cách mình lấy ở phía trên đúng không nó không có gì khó cả còn cái việc mà tăng lên thứ năm thứ sáu thứ bảy rồi đến chủ nhật rồi nó lại quay vòng cho các bạn là mình dùng cái hàm là s s thời gian của thằng moment nhá và đơn vị của nó là ngày nhá thì cái giá trị này cái giá trị này với là cái hàm hay các bạn này mình mất công là mình sớt cái thằng giá trị này thứ nhất là mình dùng cái thằng startup đây để làm gì các bạn hình dung rằng cái chuỗi cái chuỗi như thế này này mặc định mà các bạn dùng thằng moment ấy các bạn dùng moment mà các bạn dùng new date như thế này này thì nó sẽ lấy ngay cái timestamp tại máy tính của các bạn tức là nó sẽ lấy cả giờ cả phút cả giây luôn các bạn ạ tức là hôm nay nó lấy là ngày 21 tháng 7 nó sẽ lấy là thứ tư ngày 21 tháng 7 2021 9 giờ 17 phút 40 giây nó sẽ lấy như vậy thì khi mình dùng cái hàm uh, start day ấy thì nó sẽ gọi là nó sẽ lấy ở đầu ngày tức là nó sẽ lấy là ngày 21 tháng 7 năm 2021 lúc 0 giờ 0 phút 0 giây tức là ở đây là am đấy các bạn, tức là 0 giờ sáng ấy. Thì tại sao mình lại lấy lúc 0 giờ 0 phút 0 giây? Bởi vì là trong db của chúng ta đây các bạn thì mình đang lưu đây, các bạn để ý rằng là chúng ta đang lưu vào không không hết. Tức là chúng ta lấy đầu ngày nhá. Bởi vì là cái trường date của chúng ta ấy chúng ta không có thời gian. Các bạn hình dung là chúng ta chỉ lấy date thôi, còn cái time chúng ta không lấy. Thành ra ở đây bắt buộc mình phải dùng một cái hàm là start up đây nha. Còn cái value up này là cái gì? Nó sẽ giúp các bạn convert sang cái kiểu millisecond ở dạng unit time nha bạn nào mà chưa biết cái Unit Time là gì á, cái từ mình nói chính là từ này các bạn này Cái từ Unit Time như thế này Thì mình sẽ refresh ra nha, nha Thì cái trang này Các bạn muốn vào cái trang này thì các bạn sẽ như thế này, này. các bạn sẽ gõ cho mình là Convert Unit Time nha Đây, các bạn sẽ là Convert uh, Unit Time Stamp to Date này, các bạn sẽ gõ keyword như thế này Thì nó sẽ ra vào cái trang này đầu tiên thôi Thì cái đường link đến trang này thì mình cũng để tại phần miêu tả của video nha thì các bạn để ý thấy nha, ví dụ mình convert ra mình sẽ reload lại một cái này, các bạn để ý cho mình này. Mình reload ra một cái thì mình có một cái là array date đúng không? Mình sẽ copy một cái date này chẳng hạn, ví dụ mình copy một cái date là thứ năm đi. Mình sẽ copy cái chuỗi này nha các bạn, mình sẽ copy này. Và các bạn ra sang bên này này, các bạn sẽ paste vào đây cho mình. Paste vào. Và các bạn nhấn Timestamp to human date này. Thì các bạn thấy rằng nó sẽ convert là ngày thứ năm này, ngày 22 tháng 7 2021 thời gian của mình là 12 giờ 00 phút 00 am ấy thì tương đương với việc của chúng ta là 00 thôi. Các đơn vị số 12 này thì nó cũng múi giờ của chúng ta là GT cộng 7 mà thành ra là nó để là 12. Không có gì cả đâu các bạn. Thì như vậy là chúng ta đã con chính xác rồi nha. Thì cái khó thì mình đã giúp các bạn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm công việc tiếp theo là chúng ta sẽ lốt động cái drop down này nha các bạn. Thì để làm được điều đấy thì các bạn thấy rằng là mình đã như thế này. Mình có một cái array date như thế này rồi. Thì ngay tại đây mình sẽ access state nha các bạn viết.sustain này sustain này o uh, của chúng ta sẽ là như thế này và của mình thì mình sẽ o đây của mình nhá mình sẽ copy xuống đây lúc nãy là mình sai chỗ này nha các bạn các bạn thêm dấu hai chấm cho mình nhá mình ghi là dấu bằng cơ, cơ bản là mình cốt nhiều quá thành ra là nó hơi lú một chút các bạn thông cảm cho mình nhá rồi như vậy là mình đã có một cái array days như thế này mình sẽ gắn uh, ở đây thì mình sẽ là array days đi nhìn cho nó uh, nó thống nhất nha đấy rồi, ở đây thì mình sẽ là array days. Rồi. Như thế này nhá. Thì à, các bạn có cái đoạn khó là dùng thằng moment thì mình đã giúp các bạn xử lý gọn cái thằng moment rồi nhá. Chúng ta cũng tạo ra một cái mảng 7 ngày rồi. Thì à, ở đây thì à, mình sẽ lấy cái array days của chúng ta ra nhá. Đấy, chính bằng chấm uh, state nha các bạn. Chúng ta đã nạp vào state rồi. Thì à, ngay tại cái vòng select này thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái vòng map nhá. Các bạn sẽ thêm cho mình một cái điều kiện này và chúng ta chấm len lớn hơn không nha các bạn. Rồi, và các bạn vào tiếp cho mình này và chúng ta sẽ một cái là chấm map nha các bạn đấy chúng ta sẽ map từng thằng item và chúng ta sẽ có một cái biến index thôi như thế này nhá mình sẽ enter xuống dòng này như thế này các bạn sẽ dễ nhìn hơn nhá và chúng ta sẽ cần phải đánh ra một cái mũi tên như thế này một cái mũi tên rồi ở đây thì các bạn sẽ ngoặc lại một cái ngoặc như thế này nhìn cho nó đẹp cốt này đấy bên trong này thì các bạn sẽ return cho mình nhá chúng ta sẽ return chúng ta sẽ return cái thằng option này các bạn này bạn sẽ cắt vào đây bạn paste vào và các bạn sẽ xóa những thằng ở dưới đi đấy như mình đã xóa xong rồi các bạn rồi ở đây thì mình sẽ đặt cho nó một cái key của chúng ta chính là index thôi, để cho nó phân biệt và cái giá trị của nó chính là cái thằng item của chúng ta các bạn sẽ là item chấm label nhé tại sao mình lại chấm label là lý do bởi vì là ở đây thì các bạn sẽ đặt cho mình một cái là value nhé value của nó chính bằng item chấm value luôn chấm value bởi vì là các bạn hình dung rằng là cái thằng đây của chúng ta mình đã build cho nó một cái là một cái là label, một cái là value này nha các bạn. Cái giá trị của nó chính là timestamp, còn cái label chính là cái giá trị nó hiển thị. Thành ra ở đây này, mỗi thằng option của chúng ta chúng ta cũng cần phải tạo key này, chúng ta cũng phải tạo như thế này thì nó mới gọi là khi chúng ta làm cái hàm on chain ấy, nó mới gọi là bắt được nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã xong cái thằng option của chúng ta nha. Mình sẽ enter. Đấy, các bạn thấy rằng như vậy code nó clear hơn nha. Thì bây giờ mình quay lại này. Uh, git state à ở đây thì chúng ta là set state nha các bạn mình gõ nhầm chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ là set state nha các bạn các bạn thấy rằng là đôi khi mình gõ nhanh quá ấy. mình vừa nói mình vừa gõ thành ra là đôi khi nó bị nhầm rồi right. các bạn thấy rằng bây giờ mình đã lên được à uh, lên được cái chúng ta cần rồi đúng không thứ tư này các bạn thấy rằng ngày của chúng ta lên nó khá chỉ là xịn sò rồi đúng không uh, bây giờ có một cái nữa là chúng ta sẽ cần phải lấy ngôn ngữ là tiếng anh chẳng hạn thì mặc định khi chúng ta vào tiếng anh thì cái này sẽ là phải là wednesday nha các bạn thì uh, làm sao để lấy được tiếng anh thì mình sẽ làm một cái cho bẩn nha. Thì ở đây các bạn sẽ cho mình một cái biến. Các bạn sẽ import cái biến language vào cho mình nha. Đấy các bạn thấy rằng là ngay ở dưới này các bạn này. Mình đã có lấy cái biến language từ trong cái thằng Redux của chúng ta ra rồi nha. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải có là if nha các bạn. Chúng ta sẽ if language của chúng ta này. Chính bằng các bạn sẽ gõ cho mình chính bằng bằng này Cái thằng language mà chúng ta lấy trong file youtube ấy. Và các bạn chấm vi nha. Nếu mà chúng ta là ngôn ngữ của chúng ta là tiếng Việt thì các bạn sẽ cho mình một cái này đấy còn else nếu là ngôn ngữ của chúng ta là tiếng Anh đúng không thì mình sẽ là object chấm label của mình nha mình sẽ cắt vào đây à mình cắt cho Z lại nha mình sẽ copy paste vào đây thì à, khi tiếng Anh thì chúng ta sẽ thêm cho mình một cái như thế này thôi mình sẽ nối một cái chuỗi local vào đây đây như thế này và các bạn sau cái add đây đấy các bạn sẽ như thế này nha bản chất là chúng ta chỉ là thêm một cái local rồi chúng ta mới format thôi mà các bạn rồi ở đây thì mình thừa mất một cái dấu chúng ta đang thừa mất một cái dấu uh, Dấu ngoặc à như thế này đấy rồi mình thử xem là nó có chạy không nha các bạn nha hy vọng là nó chạy đây thì các bạn quay lại thì các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta đã chuyển qua được tiếng Anh rồi nha thì bản chất nó chỉ là về mặt hiển thị thôi còn về cái gọi là các bạn thấy rằng là tại sao chúng ta lốt lại một cái là chúng ta lại bị toang nhỉ uh, chúng ta lốt lại một cái là chúng ta bị toang mình để tiếng Anh tiếng Anh À, hơi vô lý nhỉ? À, ở đây thì chúng ta đã ăn rồi, tuy nhiên là thằng ra à. à, mình đoán rồi như thế này, thì à, mình sẽ mình sẽ như thế này này, như thế này mình sẽ cần phải viết trong cái comment để update như thế này thì nó luôn đúng này. À, đầu tiên là mình sẽ là if viết chấm prop chấm language chấm language mà khác uh, khác free prop này chấm language nha, tức là khi ngôn ngữ của chúng ta thay đổi này if nha mình sẽ copy cái đống này các bạn này mình sẽ copy cái đống này mình sẽ copy nguyên cái hàm này luôn ờ, ở đây mình sẽ copy nguyên cái đoạn này và mình sẽ paste vào bên trong này nha đây các bạn hình dung rằng là khi chúng ta uh, chúng ta sẽ cái biến language của chúng ta là viết.prop.language nha các bạn viết.prop.language như thế này và mình sẽ cần phải xóa cái cái đoạn phía sau đi thì ở đây thì mình sẽ viết trong cái hàm đất update lý do tại sao mình lại viết trong hàm đế update mình viết trong hàm đế update đấy bởi vì là khi component của chúng ta ấy, nó đã được render xong rồi mà có sự thay đổi về prop ấy, thì nó sẽ tự động chạy vào component dead update nha các bạn thì bây giờ mình sẽ quay lại này các bạn thấy rằng là bây giờ ấy, bây giờ thì nó mới đúng này thì à, đây các bạn thấy rằng là bây giờ nó xịn sò đúng không nó mới đúng này thì à, lý do tại sao mà hàm đế update lại đúng trong khi là cái hàm đế mau nó lại không đúng thì à, lý do bởi vì là các bạn hình dung rằng ấy, thằng uh, mỗi một component của thằng React ấy thì cái vòng đời của nó là lúc đầu thì nó được sinh ra đúng không các bạn tức là cái lướt mao cái hàm lướt mao nó chỉ chạy một lần thôi các bạn còn cái hàm đứt update ấy nó sẽ chạy rất nhiều lần tức là component nó đã hiện diện trên cái trang HTML này rồi thì nó sẽ vào cái giai đoạn là giai đoạn update giai đoạn update nó xảy ra khi nào giai đoạn update xảy ra khi và chỉ khi là các biến prop hay các biến state nó bị thay đổi thành ra là component nó được update thì cái hàm đứt mau nó chỉ chạy một lần thôi các bạn, trong khi cái hàm đứt update nó chạy nhiều lần. Các bạn hình dung rằng là khi các bạn nhấn hai cái nút là tiếng Anh và tiếng Việt ấy, bản chất của nó là prop thay đổi đúng không? Thì cái hàm đứt mau nó không được gọi. Ở đây thì cái hàm được gọi chính là cái hàm common đứt update. Thành ra là mình viết trong cái hàm common đứt update nha các bạn. Thì các bạn viết trong cái hàm common đứt update cũng được thì mình thử comment lại cái đống này của chúng ta xem nha, xem nó có chạy được không nào. Thì nếu chạy được thì chúng ta sẽ không cần thiết phải viết trong hàm đứt mau nữa đâu. Mình nhấn control S nha. Thì mình nghĩ rằng các bạn biết tại sao mà khi chúng ta À ừ chúng ta vẫn cần phải có hàm đứt mau các bạn ạ Hàm đứt mau để mồi Thì à, tại sao khi chúng ta lại cần phải có hàm đứt mau để mồi Thì khi chúng ta vào hàm đứt mau ấy Đây mình sẽ refresh lại một cái này Đây các bạn thấy rằng là Khi chúng ta không có ngôn ngữ thì nó không có gì cả Thì ở đây thì thay vì vậy thì mình Thay vì phải viết code hai lần như thế này Thì mình sẽ viết một cái hàm là set Chúng ta sẽ đặt một cái hàm là set uh, um, set, uh, set array nha các bạn đây như thế này nhá Chính bằng một cái function như thế này Mình sẽ viết một cái function như thế này nha các bạn Đấy Và mình sẽ bê cái đống của chúng ta này Mình sẽ bê cái cục này của nợ này xuống Thì à, lý do chúng ta còn phải mồi cho nó Thì à, đơn giản bởi vì là khi mà các bạn gọi là lần đứt ma đầu tiên ấy thì các bạn sẽ đã biết một cái ngôn ngữ gì rồi chúng ta đã lưu trong biến Redux rồi thành ra là nó không việc gì cả đâu ở đây thì các bạn sẽ là zip chấm cho mình nhá và các bạn sẽ truyền vào cho mình biến language như thế này thì nó chính xác này tương tự thì ở đây thì các bạn sẽ this set array day nha các bạn thấy rằng là mình chỉ đặt tên một cái hàm thôi còn ở đây thì mình viết hết logic trong này hết rồi đấy như vậy thì nhìn nó clear hơn nha và đây thì thay vì cái đóng sheet này thì mình sẽ như thế này luôn các bạn sẽ như thế này bạn và các bạn sẽ paste cho mình vào cái tương tự như cái này này các bạn sẽ gọi đến cái hàm này thôi và chúng ta sẽ truyền vào cái current language của chúng ta chính là this prop language thôi các bạn thì các bạn hình dung rằng là khi nào các bạn dùng từ khóa this ấy, tức là nó đang ở hiện tại các bạn dùng cái từ next tức là ở tương lai còn cái từ previous tức là quá khứ thôi thì khi các bạn quay lại thì nó đã giải quyết được vấn đề cho chúng ta rồi nha các bạn thấy rằng là chúng ta chỉ làm một cái drop down đơn giản thôi mà nó gọi là tốn công gọi là tốn công phí sức vậy rồi các bạn các bạn thấy rằng là để làm cho hai ngôn ngữ nó không phải là câu chuyện đơn giản đâu thì như vậy là mình đã giúp các bạn xử lý xong cái này rồi nha mục tiêu tiếp theo của chúng ta ấy là chúng ta sẽ cần phải gọi là chúng ta Uh, chúng ta sẽ cần phải viết một cái api khi chúng ta chuyển một cái ngày các bạn chuyển một cái ngày vào này các bạn chuyển một cái ngày đúng không và các bạn uh, sẽ lấy được cái id của doctor như thế này thì chúng ta sẽ cần phải phép lên nhá thì uh, trong video này thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ chúng ta chỉ kịp gọi là làm xong cái này và chúng ta viết được api của thằng node js thôi nhá thì uh, để làm được điều đấy thì mình sẽ quay sang thằng node js này trước tiên rằng là mình sẽ cần phải tạo thêm một cái route cho nó đúng không các bạn cái route của chúng ta chính là một cái get thôi thì mình sẽ copy cái get này Uh, mình sẽ đặt một cái là get schedule by date nha schedule uh, schedule này uh, get schedule doctor nha đấy by date này tức là chúng ta sẽ truyền vào một cái uh, một cái date nha các bạn tức là các bạn các bạn sẽ tìm theo ngày nha. Thì ở đây thì mình sẽ là get schedule by date nha đấy như thế này thì mình sẽ cần phải định nghĩa cái function này bên cái controller nha các bạn thì mình sẽ mở cái file là doctor controller của chúng ta ra rồi và mình sẽ cần phải export nó ra đầu tiên nha Mình đã export cái function này của chúng ta rồi Và mình sẽ cần phải tạo ra một cái function này Chính là request và response Chúng ta sẽ đá ra một cái arrow function Các bạn sẽ thêm cho mình cái từ khóa async ở đầu hàm nhé Như vậy thì chúng ta sẽ không quên nữa Rồi thì mình sẽ copy in nguyên cái hàm về trên này thôi các bạn Chúng ta cũng dùng try and catch thôi Chúng ta cũng không có gì phải khó khăn cả đâu ở đây thì các bạn sẽ là get schedule by date thôi. Chúng ta sẽ paste sang như thế này. Và ở đây thì các bạn sẽ truyền qua cho mình một cái là request.query nha à, Thì thực chất là các bạn sẽ truyền cho mình hai tham số thôi request.query này Câu thứ nhất là các bạn sẽ truyền cho mình một cái là doctor id Đấy và thứ hai chúng ta sẽ request.query.date nha Đấy Thì à, tại sao ở đây chúng ta lại dùng request.query Các bạn hình dung rằng là khi chúng ta dùng method get ấy, Trên cái đường url nó có cái chấm hỏi như thế này này Ví dụ ID bằng 5 chẳng hạn thì các bạn sẽ dùng câu lệnh là request.query thì chúng ta sẽ lấy được cái biến ID này. Nếu như các bạn nào mà xem từ đầu đến cuối của mình ấy, thì các bạn sẽ không lạ với cái câu lệnh là request.query nữa. Còn khi nào mà các bạn dùng method post ấy thì chúng ta sẽ là request.body nha các bạn, tức là chúng ta không có trên URL thì chúng ta sẽ dùng là request.body. Còn request.query khi các bạn muốn lấy các tham số trên đường link URL nha. Thì ở đây thì mình đã truyền qua hai tham số chính là doctor ID và cái thằng date nha các bạn. Thì mình sẽ cần phải tạo cái function này bên cái thằng uh, file doctor service của chúng ta nha Thì uh, đối với file service thì mình sẽ export nó ra đầu tiên này Mình sẽ export nó ra nha và mình sẽ tạo nó ngay phía trên này uh, Chúng ta sẽ là y của một cái function nha các bạn Rồi, ở đây thì mình sẽ gọi là, ở đây thì đầu vào của chúng ta sẽ có là doctor ID Và thứ hai là date nha các bạn, tức là mình đã chuyển vào hai cái tham số này rồi Return một cái new promise nha chúng ta sẽ cần phải trả về một cái như promise cho nó thì ở đây thì mình sẽ là resolve uh, mình sẽ xem nào uh, resolve chúng ta sẽ là resolve and reject như các bạn tức là chấp nhận và từ chối ấy rồi ở đây thì các bạn cũng dùng try and catch cho mình thôi nhá rồi mình đã catch thành công rồi thì mình sẽ là reject nếu như chúng ta có ngoại lệ nhá thì ở đây thì ngay cái đầu hàm promise các bạn cho thêm cho mình cái từ khóa async luôn nha rồi như vậy là chúng ta đã xong cái này thì à, đầu tiên thì à, như thường lệ thì mình sẽ check xem là nếu các bạn không chuyển lên thằng daughter id nha hoặc này hoặc các bạn không chuyển lên cái thằng date nha tức là một trong hai biến này các bạn missing của mình thì mình sẽ return nha mình sẽ resolve một cái resolve một cái gì đấy chính là error code của mình uh, error code của mình sẽ bằng một nha và mình sẽ là error message của mình sẽ là missing Uh, chúng ta luôn luôn có cái này require uh, parameter parameter mình uh, what the hell mình sẽ search luôn cái từ parameter viết kiểu gì nhé Sáng nay thì mình đã quên mất rồi. parameter. À parameter như thế này hay là chữ, uh, đây parameter, tức là chữ E các bạn ạ. Uh, thì mình hay uh, mình thấy viết ngưỡng ngượng tay mà. Mình đoán như thế này. Rồi. Thì uh, missing required parameter. Ok còn else nếu mà trong trường hợp mà chúng ta đã có rồi thì chúng ta sẽ làm gì đầu tiên là các bạn sẽ let data cho mình nhé các bạn sẽ lấy cục data thì chúng ta sẽ await cái gì chúng ta sẽ await thằng db và mình sẽ cần phải xem lại cái model schedule của chúng ta là gì nhé mình đặt tên là schedule mà thì bây giờ chúng ta sẽ chọc đến cái model của chúng ta chúng ta đang tham chiếu đến cái model ở dưới db này thì ở đây thì mình sẽ tìm với điều kiện là file all nha các bạn thì file all này chúng ta sẽ file cái gì thì yeah, đầu tiên là chúng ta sẽ tìm lên gọi là những cái um, Chúng ta sẽ cần phải có một cái Đấy chính là chúng ta tìm với điều kiện where nha các bạn Thứ nhất là điều kiện where của chúng ta chính là thằng doctor ID Chính bằng cái thằng doctor ID chúng ta chuyển vào ấy Thứ hai là cái trường đây các bạn này Thứ hai là chúng ta có một cái trường trong DB các bạn này Thứ nhất là cái thằng uh, doctor ID chúng ta chuyển vào Và thứ hai trường date chính bằng cái date chúng ta chuyển vào nha các bạn Tức là chúng ta sẽ chuyển như thế này Là date chính bằng date nha cái 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 key này này chính là key trong DB, còn cái key này mình đã mô đen ấy chính là cái key các bạn truyền vào nhá. Ở đây thì mình gọi là đặt tên giống nhau thành ra nó giống nhau vậy đấy các bạn. Thì uh, sau này chúng ta sẽ cần phải check thêm một cái điều kiện là current number phải gọi là bé hơn max number nha các bạn. Các bạn hình dung rằng là khi lịch lịch hẹn khám bệnh nó đã đầy rồi ấy thì chúng ta sao rồi? Chúng ta còn lôi lên màn hình nữa đúng không? Thì ở đây thì mình cố tình để lại nhá, sau này chúng ta fix sau nhá. Thì uh, sau khi các bạn đã như thế này nếu mà các bạn ít data nha nếu mà chúng ta không có biến data, nếu mà không có biến data thì chúng ta sẽ là data bằng mình sẽ trả về một cái mảng rỗng nha, đấy. nếu mà data không có thì chúng ta sẽ trả ra một mảng rỗng. rồi ở đây thì mình sẽ resolve một cái thôi, một cái là error code của chúng ta, error code của chúng ta sẽ bằng không và chúng ta sẽ trả ra luôn biến data nha các bạn, nó có cái gì thì chúng ta trả ra hết thôi. thì data như thế này, data data, thì à, mình sẽ ví dụ là mình đúng rồi data ở đây thì mình sẽ là data schedule để đặt tên cho các bạn dễ hình dung này schedule đấy thì mình sẽ rename nó như thế này như thế này nhé if không có thì đấy đấy như vậy là nếu như là thành công thì mình sẽ trả ra một cái object nó có cái trường data là nó sẽ lưu lại tất cả kế hoạch của thằng bác sĩ nha thì à, như vậy là mình đã biết thành công cái api của cái thằng uh, thằng nối sẽ của chúng ta rồi thì bây giờ mình sẽ sang thằng React nha trước tiên rằng là mình sẽ cần phải copy cái đường link này API get schedule by date nha mình sẽ cần copy cái đường link này rồi và mình sẽ quay lại với con React của chúng ta thì mình sẽ mở cái file là chúng ta mình sẽ viết tiếp vào cái file service có tên là user service nha các bạn bên này trước tiên là mình sẽ paste cái đường link vào đây nha và mình sẽ copy cái một cái function get của chúng ta đây mình sẽ paste vào ở đây thì mình sẽ là get schedule schedule này, doctor doctor by day mình đặt tên một cái function giống hệt luôn. Ở đây thì mình sẽ cắt cái đường link này vào nha các bạn. Các bạn sẽ cắt vào cho mình. Các bạn sẽ cắt đến đây thôi. Các bạn thấy rằng là mình sẽ căn chân Z này. Đây thì mình sẽ paste vào. Ở đây thì mình sẽ xóa lên nha. Các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ truyền lên hai biến đầu tiên là doctor ID nha các bạn. Ờ doctor doctor ID này chính bằng cái doctor ID mà chúng ta sẽ cần phải truyền vào ấy. Doctor ID. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái tham số nữa là date nha các bạn. Đấy. Thì thứ hai này, các bạn sẽ uh, hình như nếu mình nhớ không nhầm là nó có cái chữ và như thế này các bạn này. ở uh, Doctor ID bằng input date và chúng ta sẽ là date chính bằng chính bằng date thôi. Thì uh, cái này là mình đã dùng template string thì nó sẽ gõ như thế này nha các bạn. Đấy. Ngoài ra thì mình sẽ cần phải export cái function này ra thì chúng ta mới sử dụng được. Rồi. Như vậy là mình đã export cái function này ra rồi nha các bạn, các bạn sẽ copy cái này và các bạn sẽ rename cho này cho mình. Đấy, như vậy nó mới chính xác này. Thì cái đường link URL này của chúng ta này, chúng ta truyền vào hai tham số đấy chính là doctor ID và date nha các bạn. ở đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ test bằng Postman nha, mình sẽ test bằng Postman trước cho nó chắc xem là chúng ta có data không nữa. Mình sợ là cách viết như thế này nó bị sai, thành ra là mình sẽ dùng Postman này. Thì trước khi dùng Postman thì mình sẽ tạo dữ liệu nha các bạn. Thì để làm được điều đấy thì các bạn sẽ quay lại vào cái trang của chúng ta này Các bạn sẽ vào cái trang admin nha Các bạn sẽ gõ cái từ login thôi thì nó sẽ tự động vào thôi mà Thì chúng ta đăng nhập rồi thì nó sẽ vào cái trang quản lý này Thì ở đây thì để cho dễ thì mình sẽ xóa hết những cái Mình sẽ ở đây thì ví dụ mình ở đây mình sẽ chọn tất cả đâu nha Mình nhớ là nó có một cái option là chọn tất cả mà uh, 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 Check all này Đây thì mình sẽ delete cả nha các bạn Đây thì mình sẽ confirm thì như vậy là bây giờ mình đã trống trơn rồi nha thì bây giờ mình sẽ tạo một thằng này thì uh, trước tiên nha các bạn sẽ nhìn như thế này cho mình nha các bạn sẽ chọn một bác sĩ của các bạn nha các bạn sẽ chọn một ngày cho nó này và các bạn sẽ chọn hết đóng cái đóng này đi ví dụ mình chọn là uh, bốn thằng này tám thằng này đi các bạn sẽ kéo cái tab này lên nha và các bạn mở cái tab network lên cho mình các bạn mở ta sẵn tab network nha và các bạn sẽ nhấn lưu thông tin cho mình này. lưu thông tin ok chưa chúng ta đã lưu thông tin nha các bạn sẽ mở tiếp cái tab header cho mình thì à, tại tab header ấy, các bạn biết rằng là chúng ta cần check gì không? Chúng ta cần check cái thằng doctor ID và cái thằng format date này này Chúng ta cần hai tham số này để truyền vào API của chúng ta Xem là nó có lấy lên được không nha các bạn Doctor ID của mình là 39 cũng như là cái chuỗi Cái số này của mình là cái số này nha Cái chuỗi timestamp như thế này Thì à, bây giờ mình sẽ quay lại với cái thằng à, nốt của chúng ta này Thì à, bây giờ thứ nhất là mình sẽ cần phải đổi cái đường link này nha các bạn thì mình sẽ quay sang cái um, node js và mình sẽ copy cái đường link là api.get này. Copy nha, mình sẽ copy cái này. Và mình sẽ mở thằng Postman lên này. Các bạn sẽ mạnh tay các bạn xóa cho mình thôi. Còn cái param này này, các bạn sẽ thay vào đây. Param đầu tiên chính là doctor ID. Khi các bạn gõ ấy thì ngay lập tức nó sẽ tự động gen lên cái URL cho các bạn thôi. Ví dụ là 39 nhá. Thứ hai của mình, param là date à, và này các bạn thấy rằng nó dùng dấu và này, tức là mình gõ đúng cái syntax của nó rồi đây thì ở đây thì mình sẽ thêm một cái là mình sẽ copy cái ngày này nhá và mình sẽ paste vào đây các bạn thấy rằng mình đã paste vào rồi rồi thì các bạn thấy rằng đường link này mình thừa một cái URL đấy và bây giờ mình nhấn nút send thêm nha thì các bạn thấy rằng là chúng ta đang bị một cái là data data rỗng à ừ, ban căng nhỉ chúng ta ví dụ mình mà không chuyển là date như thế này thì chúng ta đang bị là data rỗng thì uh, giống như chúng ta compare chúng nó là một kiểu timestamp à? à ban căng nhỉ tức là chúng ta sẽ không cần phải format date như thế này các bạn nó đang hiểu đây là kiểu unix giống như là khi chúng ta truyền lên nó đang bị uh, hai thằng nó đang không thuộc về nhau uh -huh. chúng ta uh, hơi ban căng nhỉ thì uh, ở đây thì uh, chúng ta sẽ cần phải uh, mình sẽ xem thằng node js của chúng ta à thằng node js của chúng ta báo lỗi này uh, đây 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 cái gì đây error này, argument này, uh, undefined, local object object cái gì đây, uh, not in recognize, uh, đây này, across all process non format description, warning js date à Tại sao mà chúng ta lại bị cái hàm này nhỉ? Thì mình sẽ cần phải vào cái thằng dotnet service của chúng ta xem nào. Uh, date bằng date này, chúng ta đâu có gì đâu nhỉ? Cái này là warning config. À, ví dụ ở đây thì mình sẽ là raw bằng false xem nào mình sẽ thêm một cái thuộc tính nữa là mình sẽ là raw raw bằng false tức là chúng ta sẽ không lấy raw nữa à, thì ở đây mình sẽ kéo lại xem và mình sẽ cần phải hit lại like API của chúng ta xem thì nó vẫn rỗng thôi nó không có khác cái gì cả thì ở đây thì uh, ID của chúng ta Unify, Unify Ở đây thì mình thấy cái vấn đề của chúng ta gặp phải đấy chính là, uh, đấy chính là việc chúng ta gọi là, các bạn hình dung rằng là chúng ta có rất nhiều kiểu format cho cái um, thời gian của chúng ta Tuy nhiên rằng là ở trên phía client của chúng ta ấy, chúng ta dùng một cái là timestamp đúng không các bạn, tức là những cái số 0011 đấy Tuy nhiên là ở dưới DB ấy, chúng ta lại lưu ở dạng như thế này các bạn này, nó lại lưu ở dưới dạng chuỗi date như thế này thì nó khá chưa bất cập khi chúng ta gọi là chúng ta cần phải map chính xác. Có hình dung rằng là, là khi các bạn lấy theo một cái timestamp đúng không? thì các bạn muốn lấy theo cái timestamp đấy, chúng ta không nhất thiết chúng ta chưa phải convert như thế này theo cái dạng của database. Chúng ta bây giờ chúng ta chỉ quan tâm là một chữ số thôi, nhìn nó vừa dễ nhìn. Cũng như là các bạn nhìn cái dạng text này nó hơi khó nhìn đúng không? Các bạn muốn gọi là lấy theo đúng cái này thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải gọi là gửi chính xác như thế này. thì có một cách đơn giản hơn là mình sẽ sửa cái model của chúng ta nha các bạn. Thì ở đây các bạn thấy rằng kiểu chúng ta đang để là date nha Thay vì để là date thì mình sẽ là SQLite nha Mình sẽ gọi là SQLite uh, Date to, date to uh, timestamp này Timestamp, đây Mình sẽ xem nào, có nó có gì không uh, Not date time này, đây có nhiều đứa câu hỏi này According to này Option timestamp and true này Generate column instead này uh, As your time Tức là thay vì chúng ta để cái kiểu là date Thì chúng ta sẽ là, mình sẽ dùng cái kiểu là Timestamp nha các bạn thì mình sẽ sang bên này Mình sẽ sửa trực tiếp cái model của nó nha các bạn Thì mình không khuyên các bạn sửa như thế này đâu Tuy nhiên rằng là mình sẽ gọi là để làm cho nhanh Thì mình sẽ sửa cái thằng model nha Thì sau khi các bạn đã sửa thằng model Cái kiểu này là timestamp rồi Thì các bạn sẽ sửa luôn cho mình cái file migration nha các bạn Đây, bởi vì chúng ta đang là dev mà Thành ra chúng ta mới sửa được như thế này Còn nếu mà các bạn, cái trường đết này Các bạn sẽ để cho mình là kiểu timestamp nha Đấy, như vậy là nó chính xác rồi nha thì à, có một cách nữa là các bạn sẽ tạo thêm một cái file nữa như hôm trước mình hướng dẫn các bạn ấy thì như vậy mới đúng là khi chúng ta đi làm nha. Còn ở đây thì à, các bạn thông cảm cho mình chút nha mình không có nhiều thời gian để mình tạo như vậy được. Thì sau khi các bạn đã sửa cái file migration cũng như là các bạn đã sửa cái file schedule tức là file model ấy thì các bạn sẽ cần vào cái database của chúng ta nha. Thì à, ở đây thì các bạn sẽ cần clear cái cái table của chúng ta đi này. Các bạn sẽ các bạn đầu tiên là các bạn sẽ vào cái là SQLite meta nha các bạn. Các bạn sẽ xóa cho mình cái file là Chúng ta có một cái là schedule Đây các bạn sẽ xóa cho mình cái migration cái này đi nha Lý do chúng ta xóa trong này Để cho nó có thể chạy lại câu lệnh migration thôi Tiếp theo nữa là đối với cái table uh, Table schedule này Chúng ta mới có ít dữ liệu mà các bạn drop cho mình Các bạn nhấn vào cái hình cà lê này Và các bạn sẽ kéo xuống cuối cùng nó có một cái option Đấy chính là uh, drop the table này Các bạn sẽ nhấn luôn nha okay. Done. Như vậy là mình đã xóa rồi nha Thì uh, tiếp theo nữa là mình sẽ reset lại cái SQLite Và mình sẽ là Uh, SQLite mình quên mất câu lệnh này cái uh, migration nhé yeah. tức là hình như là có là SQLite CLI DB migrate thì sao nếu mà mình nhớ không nhầm là vậy thì mình sẽ kéo xuống này nó có một cái câu lệnh là đây mình sẽ copy nguyên câu lệnh này nha các bạn thì mình hơi lười nhớ những cái này thì uh, vào đây mình sẽ mở một tab mới như thế này rồi thì uh, lúc nãy thì mình có cài thêm cái thằng moment nữa để xem xem nó có khắc phục được không Tuy nhiên rằng là mình thấy công việc chúng ta cần làm nó nhiều hơn thực tế Thành ra là mình quyết định rằng là mình sẽ gọi là sửa luôn cái model như thế này Đỡ phải suy nghĩ Cannot to string of undefined What the hell? Chúng ta đang bị cái gì đây ta? Mình sẽ chạy lại một phát nữa nào db migrate cannot to string of undefined SQLite node 14 này COI 6.orm 6.6 chúng ta dùng những cái ờ migrate create ờ Create chúng ta là date là timestamp Như thế này ở ờ, SQLite chúng ta đúng rồi mà Chúng ta sang Mình check xem DB của chúng ta có cái gì không nha các bạn Có vẻ là chúng ta sửa một chút thôi Mà nó hơi bị ban căng ấy Chúng ta chưa chạy thành công Cái SQLite của chúng ta này Thì mình sẽ check xem là chúng ta Như thế này nhá To string of unify Mình sẽ copy in nguyên câu lệnh này Và mình sẽ lên thằng SQLite xem nào Uh, cannot to SQLite ở à đây nó cũng uh, nó cũng có gợi ý này SQLite SQLite này my fail by cannot to string of undefined như thế này mình sẽ xem nào bọn này có gợi ý data type à uh, data type nó không nó không có này à uh, what the hell date time date time trên date time to date ở uh, đây variable mình sẽ xem xem là thằng uh, SQLite có hỗ trợ cái kiểu là timestamp không nha các bạn nha à, Nó là data này. thì uh, Integer, mình sẽ search một cái là hôm trước à, Mình sẽ search, search là SQLite type nha các bạn Thì uh, các bạn thấy rằng là đôi khi chúng ta search trên Google ấy Thì đôi khi nó không chính xác bởi vì là cái document của chúng ta là nó thuộc cái kiểu này rồi Chúng ta là có range, à, chúng ta không có cái này các bạn này chúng ta không có kiểu là các bạn thấy rằng data type của chúng ta này có text này chúng ta có chúng ta double chúng ta có date các bạn này for date time timestamp with time zone for à chúng ta dùng um, các bạn hình dung rằng là chúng ta dùng cái um, uh, for progress chúng ta không có cái option là timestamp các bạn ạ. lý do bởi vì là chúng ta đang dùng với mysql thì nó chỉ có cái option là date time thôi các bạn. Các bạn dùng cái timestamp ấy nó là chỉ only for postgres thôi. Đấy là lý do tại sao mà cái thằng thằng kia nó dùng với database postgres nó lại được, trong khi là chúng ta dùng cái dùng cái này nó lại không được. Thì uh, có một cách nữa rằng là, là chúng ta sẽ lưu là kiểu string thôi. Kiểu string thì nó không ảnh hưởng gì bởi vì là bản chất của nó nó cũng chỉ là một chuỗi ký tự thôi mà các bạn. Các bạn lôi ngược lên thì chúng ta lại format lại cái thằng uh, thằng kia thôi mà. Thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì thì mình sẽ để là Voucher nha các bạn Nó không ảnh hưởng gì đâu Thì à, như vậy thì chúng ta đỡ phải compare Thì à, ở đây thì mình à, để tiết kiệm thời gian nha, mình thấy nó khá là dài, cái video này mình không muốn kéo dài quá nhiều Thì ở đây thì mình sẽ để là String nha các bạn, còn sau này là à, Mình sẽ fix lại sau nha Mình nhấn Ctrl S như thế này Và bên cái thằng Schedule này mình cũng để là String nha các bạn Rồi Và mình sẽ cần phải à, Bên này chúng ta để String, String, rồi không ảnh hưởng gì Và mình sẽ chạy lại cái Migration nha các bạn Thì mình nghĩ lần này, đây các bạn thấy rằng nó chạy thành công rồi nha Thì bây giờ mình sẽ check cái DB của chúng ta này Chúng ta sẽ load lại một cái thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã có cái bảng Schedule nha Thì bảng Schedule bây giờ cái Structure của chúng ta, cái Date nó chính là kiểu Acha nha các bạn Thì bây giờ thì sau khi mình đã sửa database như vậy rồi thì mình sẽ lưu lại nha các bạn Thì chúng ta vừa sửa thằng Node.js thôi, các bạn vẫn giữ nguyên cái giao diện thằng React và chúng ta gọi lại thôi thì xem database của chúng ta nào. nó trả ra ok đúng không bây giờ mình đã lốt lại cái browse xem nào đây các bạn thấy rằng là date của chúng ta bây giờ là nó là chính là cái kiểu là timestamp như thế này các bạn này thì ở đây thì các bạn lưu timestamp này nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn thì có thời gian thì mình sẽ fix cái này sau nha chúng ta để timestamp ấy mục đích là để cho phía client của chúng ta query xuống cho nó dễ thôi bởi vì là chúng ta không lưu hết thời gian mà các bạn các bạn chỉ lưu date thôi mà thì nó đôi khi nó khó là khó cái chỗ đấy các bạn ạ thì tạm thời mình sẽ để là date như thế này nhá. Thì à, quay lại với cái API của chúng ta này Thì mình sẽ sửa một chút này Thì à, mình sẽ quay lại với thằng Node.js nha Thì mình đã vừa thử sửa cái migration rồi Thì mình sẽ sửa lại cái file uh, File service của chúng ta nha Thì lúc nãy là trong cái lúc mà mình search ấy Thì mình có search như thế này đấy. Thì đây thì các bạn sẽ không cần phải truyền Không phải uh, format như mình nữa Phải là date như thế này Rồi thì bản chất là mình cũng có sửa gì đâu Lúc nãy thì mình thử format thôi Tuy nhiên là nó không được thì mình sẽ nhấn Ctrl S nha, cho nó chạy lại phát này. Mình chạy xem là nó được chưa rồi mình sẽ review cho các bạn nha. Rồi, code của mình nó đã chạy rồi. Và bây giờ mình nhấn Send này. Các bạn thấy rằng là lần này do chúng ta chuyển kiểu là timestamp nên nó map một phát là chính xác luôn. Các bạn thấy rằng mình đã lấy ra được các thông tin rồi nhé. Thì ở đây thì mình sẽ show cho các bạn cái mà code mình gọi là 8 cái mình vừa tạo nhé. Các bạn để ý thấy cho mình này, trong cái file service của chúng ta ấy, thì chúng ta có gì? từ trước tiên là mình sẽ await thôi, mình sẽ truyền nguyên một cục và ở đây thì chúng ta sẽ không cần phải cái raw bằng chu hay bằng cái gì đâu nó đơn giản như thế này và mình nhấn cái s và mình sẽ thử lại một lần nữa này và lần này mình sẽ thử lại đấy các bạn thấy rằng chúng ta đã ok rồi nha thì ở đây ấy, các bạn để thấy rằng là chúng ta uh, chúng ta truyền vào một cái là kiểu timestamp dưới dạng là unique tức là ở cái ở cái chuỗi gọi là các bạn hình dung là cái chuỗi số ấy chúng ta sẽ định dạng ngày tháng nhưng mà nó ở dạng số các bạn ạ thì như vậy thì khi chúng ta query thì nó mới chính xác Thay vì các bạn định dạng kiểu string ấy Thì tại sao mình lại để cái dạng số như thế này Bởi vì là nếu các bạn lưu ở dưới dạng là ngày tháng năm ấy Sau này mà có một cái yêu cầu các bạn lưu là tháng năm ngày ấy Thì các bạn sẽ không thể làm được còn ở đây thì khi chúng ta quy định ở dạng dạng số đúng không các bạn thì các bạn sẽ dùng một cái thư viện bên thứ ba chính là cái moment đấy thì chúng ta sẽ dùng moment và chúng ta format ngược lại thì nó mới ok nha các bạn thì như vậy thì nó sẽ hiểu timestamp và các bạn muốn convert sang cái gì cũng được chứ nó lại nó rất khó để hiểu một cái kiểu là dạng text nha các bạn các, các bạn mà kiểu dạng text ấy, thì các bạn mất công phải cây quen nó ra thôi thì nó lại phức tạp hơn thì như vậy là đây là chính là cái phần API mình vừa viết thêm nha các bạn các bạn thấy rằng là nó cũng chỉ đơn giản như thế này thôi mình cũng không sửa đổi nhiều thì ở trên này thì mình sẽ xóa cái thằng moment đi nha các bạn sẽ không cần thiết phải cái moment đâu lúc nãy là mình cài thêm cho máy mình để mình test cơ mà không được thì quay lại với thằng React của chúng ta nha các bạn. Ở đây thì chúng ta truyền như thế này là đúng rồi nha. Thì mình sẽ cần phải import cái function này vào bên trong cái thằng DoctorScheduler nha. Mình sẽ kéo lên trên cùng này. Mình sẽ import nó vào. Đây các bạn thấy rằng mình đã import một vài thằng như thế này rồi. Thì các bạn thấy rằng là làm một cái video mà chúng ta cần phải đụng đến nhiều cái thư viện ấy. Nó không hề đơn giản như các bạn tưởng đâu. Ở đây thì chúng ta sẽ kéo đến cái thư mục Service nha. Service mình cần chuẩn cách là Loading Service và User Service rồi. Ok sau khi đã import rồi thì luôn chắc chắn cho mình giữ phím control và các bạn click vào nó nhảy được đến tức là chúng ta đã import thành công rồi nha Ctrl C Ctrl S này thì ở đây nha ngay tại cái hàm common in update này các bạn này ở à, common and Dead update của mình ấy như thế này nha trong cái hàm set array ấy, mình sẽ gọi trong này nha để mình test này thứ nhất là mình sẽ truyền vào một cái đấy chính là mình sẽ await nha mình sẽ let response equal chúng ta sẽ là cái hàm này mình sẽ là async nha các bạn mình sẽ thêm một cái từ khóa async đầu hàm nha và ở đây thì mình sẽ await nha các bạn await này await cho tao chờ tao ở đây thì mình sẽ chuyển vào một cái là dot cho id ví dụ ở đây thì uh, trong cái này mình đang hát code là 39 đúng không các bạn và ở đây thì mình sẽ cần phải truyền thêm một cái số nữa chính là cái số của chúng ta này mình sẽ copy cái số này nha các bạn đấy cái số này và mình sẽ để sang bên này của chúng ta đấy và mình sẽ console.log nha các bạn Xem chúng ta đã lấy được data nha uh, Check response Response uh, response schedule này Schedule from react nha Đấy react rồi Và mình sẽ cần phải log nó ra nha Như thế này Thì chúng ta mới thấy được là chúng ta có gọi được thành công không nha các bạn Thằng react của mình nó chạy lại rồi Và mình sẽ cần phải check lại giao diện này Mình có cái console.log thì uh, Ở đây thì mình sẽ cần phải vào lại cái trang là uh, Home Mình sẽ vào lại trang home nha thì mình sẽ cần phải vào cái trang là bác sĩ đây các bạn này, đây các bạn thấy rằng đây, error code của chúng ta đã được rồi nha các bạn, các bạn thấy rằng là chúng ta đã lấy được cái data rồi nha. thì uh, trong video tiếp theo, trong video này thì mình mới giúp các bạn gọi là chúng ta xử lý xong cái việc viết API cũng như là chúng ta tạo động được cái danh sách như thế này. thì uh, trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ lấy động cái này nha các bạn. thì uh, ở đây thì để làm luôn, mình máu rồi đấy, ở đây thì mình sẽ làm luôn cái này ở đây thì các bạn sẽ làm cho mình một cái hàm on chain nha nó cũng đơn giản thôi mà thực chất là mình hơi lười thì mình như vậy thôi ở đây thì các bạn sẽ thêm cho mình một cái ngay cái hàm select này các bạn sẽ cho mình một cái là on chain nha các bạn sẽ on chain này. on chain cho mình thì uh, các bạn sẽ như thế nào on chain ở đây thì các bạn sẽ làm mở hàm on chain chúng ta biết đúng rồi đấy on chain như thế này thì các bạn sẽ là handle các bạn sẽ đặt cho mình một cái là handle uh, on chain select nha đấy các bạn sẽ đơn giản như thế này thôi và các bạn ở đây thì uh, chúng ta sẽ có một cái là event event như thế này và các bạn sẽ truyền cho mình một cái event thôi như thế này event này là event của html thôi các bạn các bạn sẽ ở đây là visit chấm nhá rồi thì mình sẽ console log xem là mỗi một lần mình on trên xem là nó đã thay đổi chưa nhá event này. và ở đây thì các bạn sẽ chỉ là console log này chúng ta sẽ log ra xem là chúng ta đã ăn cái sự kiện uh, on click chưa nhá event on trên on trên đến này Uh, value nha thì ở đây thì mình sẽ là event.target.event này. target.target.value nha xem nó có in ra cái gì không nha các bạn nhé. thì uh, ở đây cái giá trị của chúng ta như thế này rồi. thì mình sẽ quay lại nhé. rồi ở đây thì mình mình sẽ bắt đầu on change này. các bạn thấy rằng là khi chúng ta on change ấy, chúng ta đã lấy được cái thời gian rồi nha các bạn. tất cả cái thời gian timestamp ấy. tiếp theo nữa là mình sẽ cần phải lấy cái đường link id này nhá thì uh, làm sao để lấy được cái đường link id này? thì tương tự như cái file gọi là chúng ta là đi theo doctor các bạn. Thì trong cái phần phần đi theo doctor này các bạn để ý cho mình là chúng ta có một cái là đây, chúng ta sẽ copy cho mình cái đoạn này nha các bạn. Mình sẽ copy cái đoạn này này. Mình sẽ copy cái đoạn này và mình sẽ vào cái thằng doctor schedule nhé Thì mình sẽ paste vào đây. Và mình sẽ cần có một cái dấu đóng ngoặc như thế này các bạn. Tức là chúng ta sẽ lấy trên cái URL lấy ra cái tham số ID nha các bạn. Tiếp theo nữa là mình sẽ ở đây thì mình sẽ đặt là doctor ID. Đó sẽ id. Rồi. Thì chúng ta lấy theo cái tham số id trên URL rồi nha. Thì uh, thay vì cái đoạn uh, log như thế này, mình sẽ cắt vào đây nha. Và mình sẽ paste vào bên trong cái hàm của chúng ta này. Các bạn để ý cho mình nhá. Rồi. Ở đây thì mình sẽ xóa cái từ khóa async này bởi vì chúng ta không cần thiết cái từ khóa async nữa. Và mình sẽ Ctrl X mấy cái đoạn này nhìn code của chúng ta nhìn cho nó đẹp nhá. Ở đây thì ngay đầu hàm bởi vì là chúng ta có cái hàm async thì chúng ta sẽ thêm từ khóa async này. Và ở đây thì mình sẽ đặt một cái là let uh, let date nhá. Chính bằng cái này các bạn này. Chính bằng cái event.target.value của các bạn đấy. Rồi. Và đây thì các bạn sẽ chuyển cho mình một cái là doctor ID. Doctor ID. Cái nữa là các bạn sẽ chuyển vào cái date nha. Như vậy là chúng ta đã lấy động rồi. Và chúng ta sẽ console.log cái thằng gọi là respawn ra nha. Đấy. Thì bây giờ mỗi một lần mà các bạn gọi là thay đổi cái event on chain ấy. Thì chúng ta sẽ lấy được cái data của thằng bác sĩ nha. Thì mình sẽ quay lại này. Các bạn để thấy rằng là đối với thằng này này. Các bạn thấy rằng là chúng ta on chain ấy. Chúng ta không có cái gì cả bởi vì là nó không lấy được cái biến này rồi Hơi uh, hơi băn căng nha Chúng ta sẽ check cái thằng uh, thằng React của chúng ta this prop này Thì ở đây thì mình sẽ console.log nha các bạn Console.log cái này ra thôi Thì chúng ta sẽ là like check id này Như thế này Và mình sẽ xem xem là cái này nó có lấy được không nha Thì uh, nếu mà các bạn không lấy được Thì chúng ta sẽ chuyển động cái thằng uh, Chúng ta sẽ chuyển động cái thằng id vào đây thôi Nó cũng không có gì khó khăn cả đâu thì mình sẽ refresh lại nha mình sẽ on chain này ờ, mình sẽ xóa đi mình sẽ on chain. à chúng ta bị lỗi các bạn này đây các bạn thấy rằng cái thuộc tính param ở undefined tức là chúng ta không vào được cái cây này thì à, làm sao để giải quyết được vấn đề này các bạn thấy rằng là bên cái thằng ở bên cái thằng ở detail doctor ấy, chúng ta đã có một cái là detail doctor của chúng ta như thế này chúng ta đã lấy được cái thằng detail doctor rồi đúng không các bạn thì à, ngay tại cái này các bạn này chúng ta sẽ có detail doctor ở đây chúng ta sẽ truyền vào đây nha các bạn, chúng ta sẽ truyền luôn thằng detail doctor vào đây thôi nó cũng không có gì khó cả đâu. Để mình xem xem là chúng ta có lưu lại thông tin gì không? Chúng ta chỉ là detail doctor. Chúng ta sẽ là respond.id. detail doctor nhá mình sẽ truyền nguyên cái thằng detail doctor sang bên cái bên prop này nhá. Tức là mỗi một lần mà các bạn gọi cái thằng ở doctor schedule thì các bạn sẽ cần phải có cái thông tin của thằng bác sĩ đấy đúng không? Thì mình sẽ truyền thằng detail doctor vào này. Thì bên bên này này, các bạn sẽ thay vì cái này, các bạn sẽ viết vit.prop.detail doctor cho mình nhá chấm block chấm đi doctor xem là nó có gì nhá rồi mình sẽ quay lại này thì à, các bạn có thấy rằng là bây giờ mình sẽ refresh lại một cái thôi thì à, các bạn thấy rằng là bây giờ mình sẽ cần phải on chain đúng không on chain thì à, chúng ta vẫn uh, console à console is not a function thì à, ở đây thì mình do mình gõ hơi nhanh console đã log nha rồi ok mình đã log rồi thì mình sẽ quay lại và mình sẽ on chain nha. các bạn thấy rằng lần này mình đã lấy được cái thằng uh, doctor rồi đúng không thì bây giờ mình sẽ iterator Uh, editor.id nha các bạn. Thì uh, ở đây thì mình sẽ là editor.id này. Uh, thì thay vì phải làm khổ sở như thế này thì uh, bên này, bên này các bạn này, bên uh, bên cái thằng này của chúng ta này, bên cái thằng uh, manage uh, doctor các bạn sẽ không nên chuyển như thế này. Mình sẽ chuyển luôn một cái là doctor doctor id nha. Mình sẽ là from parent chẳng hạn này, from parent. Uh, from parent nhá. Thì mình sẽ là đi doctor mình sẽ thêm một cái điều kiện nha và detail router chấm id chấm hỏi nhé nếu có thì chúng ta sẽ lấy là detail router này chấm id còn nếu không có thì chúng ta sẽ lấy là số trừ một chẳng hạn tức là không bao giờ chúng ta có một cái bản ghi là trừ một đâu các bạn thì chúng ta sẽ check như thế này nha tức là một cái con số đặc biệt thôi thì mình check một cái điều kiện là nếu mà có tồn tại hai cái này thì chúng ta mới lấy id của nó còn không có thì chúng ta sẽ lấy trừ một nha thì ở đây thì mình sẽ là if nha các bạn các bạn sẽ là this chấm prop này chấm prop chấm cái này và nha và this chấm prop chấm doctor id from parent khác trừ một nha đấy chúng ta sẽ là khác cái trừ một thì đôi khi các bạn hãy nghĩ là một con số như thế này để cho nó gọi là nó khác đi đấy mình sẽ copy nha và mình sẽ paste vào đây rồi như thế này thôi các bạn nha đấy thì cái điều kiện mình dùng như thế này để cho code của chúng ta không lỗi thôi và mình sẽ quay lại này. lần này thì mình sẽ on trên xem các bạn thấy ở đây thì mỗi lần on trên thì các bạn thấy rằng chúng ta không ra data gì đúng không thì bây giờ thì mình sẽ đặt cho cái dữ liệu cho Nguyễn Kim Hằng nha các bạn Nguyễn Kim Hằng này thì mình sẽ sang bên này uh, mình sẽ sang cái bên uh, chúng ta sẽ copy cái đường link này nha đây mình có bên này rồi mình sẽ tìm Hằng nhá Hằng này Nguyễn Kim Hằng đây bạn này thì mình sẽ đặt từ ngày 22 này mình sẽ đặt full hai cái lịch ngày 22 này tiếp theo nữa là ngày 23 này ba cái lịch này ngày 24 là bốn cái lịch nha rồi, mình sẽ check DB xem là nó có tăng lên nhiều không nào. Đấy, nó tăng lên một loạt cho Nguyễn Kim Hằng cái ID là 46 nha các bạn. Thì à, bây giờ mình sẽ xem nha. Đầu tiên là ngày 20 ngày đầu tiên là chính là ngày 22 nha các bạn. Các bạn thấy rằng bây giờ nó có hai cái lịch rồi nha, tức là cái hàm on chain của mình nó ăn rồi đấy. Tương tự là ngày 23 thì nó sẽ có ba cái lịch nha. Ngày 23, ba cái lịch. Đấy, các bạn thấy rằng mình đã lên rồi nha Tương tự tiếp ngày 24 sẽ là có bốn cái lịch. Thì à, API của mình nó đã đáp ứng đủ cái gọi là nó đã trả ra data rồi nha thì trong video tiếp theo thì các bạn thấy rằng chúng ta đã lấy được data rồi thì việc hiển thị lên trên cái màn hình này nó không có gì là khó khăn nữa nhá thì trước khi kết thúc video này mình sẽ review lại những file chúng ta thay đổi nhá thì trước tiên là mình sẽ bắt đầu với con node js của mình này thì cái thằng package json thì mình cài thêm moment thì bạn nào thích cài cũng được thì sau này các bạn cài sau cũng được không ảnh hưởng gì đâu cái thằng moment này thì trong cái file doctor controller thì mình có thêm một cái file gọi là các bạn thấy là chúng ta đã thêm một cái api để get cái thằng schedule by date này thì à, trong file này thì mình làm cái gì? các bạn thấy rằng là mình đã chuyển động lên một cái query là doctor id cũng như là date nha. ngoài ra là các bạn sẽ gọi là các bạn sẽ export cái function này ra cho mình. đối với cái file migration của cái file schedule ấy, thì các bạn thấy rằng mình đã chuyển qua kiểu string nhá. À, tương tự thì đối với kiểu model thì mình cũng chuyển là từ cái kiểu date và mình chuyển qua string nhá để cho cái việc query của chúng ta dễ dàng hơn. tương tự nữa là đối với file web thì chúng mình đã định nghĩa một cái api như thế này và đối với file doctor service các bạn thấy rằng là mình chỉ là đơn giản mình viết một cái hàm như thế này thôi các bạn thấy rằng return a new promise này mình check điều kiện rỗng hay không này sau đấy là mình query xuống db theo hai cái điều kiện của chúng ta và mình trả về một cái function thì nó không có gì khó khăn cả cái khó của chúng ta ở đây là chúng ta phải thiết kế database như thế nào thôi quay sang thằng react của chúng ta thì đầu tiên là đối với thằng data doctor thì các bạn thấy rằng là mình đã import cái component doctor vào rồi nha thì ở đây thì mình đã import nó đơn giản như thế này mình có chuyển động một cái biến đấy chính là Doctor ID Các bạn thấy rằng mình đặt một cái tên là Doctor ID from parent này Thì mình đã check một cái điều kiện cũng như là nếu các bạn thấy rằng là nếu không có thì chúng ta trả ra một biến trừ một nha Ngoài ra thì mình cũng viết CSS cho nó này Các bạn thấy là viết CSS một cách rất chìa basic thôi Mình tạo mới một cái file đấy chính là Doctor Schedule ấy. Các bạn thấy rằng là mình đã cần phải import cái thằng này để hỗ trợ được tiếng Việt cho chúng ta này Mình đã viết các hàm các bạn thấy là đây chính là một cái file import của mình trong Common đất Mount thì chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn cách dùng Moment thôi. Một cái thư viện mà hỗ trợ language nha các bạn. Ngoài ra thì mình cũng viết luôn một cái vòng loop để cho các bạn có thể thêm ngày nha. Các bạn thấy rằng là việc thêm của tiếng Anh và tiếng Việt ấy, nó phức tạp vậy. Nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Thì à, cuối cùng thì trong Common đất Update thì mình cũng viết tương tự vậy. Mình viết một cái hàm on-chain để các bạn thấy được là chúng ta đã gọi được API nha. Và cuối cùng là cái hàm render này thì uh, trong hàm render các bạn thấy rằng là mình đã viết một cái hàm on chain cho cái thằng select của chúng ta này cũng như là các option của mình thì mình đã gán hết rồi nha. thì cái cái file này mình nghĩ không có gì khó khăn cả đâu tiếp theo nữa là đến cái file uh, file chúng ta tạo mới tuy nhiên là mình chưa viết cái gì đâu các bạn nhá còn cái này chính là file service của chúng ta thì mình đơn giản là các bạn thấy rằng mình truyền doctor id mình truyền date thì các bạn sẽ cần phải thêm như thế này cho mình nhé và các bạn cũng đừng quên là các bạn sẽ export nó ra thì như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta gọi là load động data theo cái schedule của thằng bác sĩ rồi. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như các bạn có điều gì vướng mắc cũng như là bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment hoặc là inbox qua fanpage Facebook cho mình nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video, nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.